Vâng, rất nhiều siêu phẩm. Chào mừng các bác nhà mình đã đến với tượng gỗ Sử Nguyên Hồng, em trai Hồng Lê. Vâng ạ, và bên em thì liên tục điêu khắc ra rất nhiều những tác phẩm, rất nhiều những siêu phẩm đến từ những dòng gỗ quý hiếm khác nhau. Và như ở đây các bác nhà mình nhìn thấy một tác phẩm ngài Đạt Ma rất là to trên chất liệu một cái dòng gỗ thơm, đó là gỗ Ngọc Am. Nhưng mà trong cái video này thì em sẽ giới thiệu các bác nhà mình cũng là những cái gỗ thơm, nhưng mà nhỏ hơn, kích thước nhỏ hơn, nhưng mà phải được gọi đó được gọi là siêu phẩm các bác nhà mình ạ. Và đây một siêu phẩm đã được hoàn thiện xong như các bác nhà mình đang nhìn thấy, một siêu phẩm đến từ chất liệu là gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn, và phôi gỗ thì cũng đã lên tuyết rồi, nhưng mà không phải là gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn bình thường mà là nu hoàng đàn các bác nhà mình ạ. Gỗ Hoàng Đàn đã rất là quý hiếm rồi, nhưng mà nu nữa thì rất nhiều phôi ấy, cả trăm phôi thì mới có một phôi nu. Và cái phần nu thì nó nằm ở đây các bác nhà mình ạ. Đây. Đấy, có một cái mảng nu ở đây. Chân gỗ cực đẹp, và ngay nhìn ở đây thì tổng quan chi tiết chúng ta nhìn thấy rất nhiều bông tuyết ở đây lên. Rất là đẹp luôn rồi. Lên phía trên nữa. Và tổng quan tác phẩm để chúng ta nhìn thấy một tác phẩm phần mẹ Quan Âm, và xung quanh đó là những cái hoa sen này. Đấy. Đài sen, những cái bông hoa sen. Đấy, và có cả những cái nụ nữa, và những cái lá này làm mềm mại chân thực y như thật luôn, không khác gì thật. Phải nói là tác phẩm này, một phôi gỗ quý như thế này thì cái mà em cùng các anh em nghệ nhân đã thống nhất là mình phải làm sao để dồn hết cỡ tay vào để cho tác phẩm trở lên gọi là xuất sắc hết cỡ có thể, vì không dễ gì có một cái phôi gỗ như thế này ấy. Và tổng quan chúng ta nhìn thấy ở bên cạnh đây có một tiểu đồng đang chắp tay này, ở phía dưới đây là một cái đài sen to với những cánh làm cả những đường gân rất là mềm mại, và phía dưới đây là những ngọn sóng có sen rồi, phải có sóng, như ngọn sóng ở đây chúng ta nhìn thấy đấy, những ngọn sóng rất là mềm mại. Và ở tác phẩm này thì đỉnh cao ở chỗ nào thì đó là cái độ sắc nét, cái độ tỉ mỉ ở từng chi tiết nhỏ một, và cái nữa đó là thổi hồn vào khuôn diện của mẹ Quan Âm như chúng ta đang nhìn thấy đó, và rất là thần thái này, rất là chi tiết phần kẽ tóc này, khuôn diện ngài cân đối này. Và phần phía dưới chúng ta lại nhìn thấy đấy, tuyết đang lên rất là nhiều, rất là đẹp. Đấy, moi móc ra, tơi kênh bong bàn tay nhìn rất là mềm mại, rất là chân thực. Và cả phần những phần vạt áo này nữa chúng ta nhìn thấy đấy, rất là chân thực. Và những chỗ điểm này là thấu quang hết này. Đấy, tay này cầm bình cam lộ chúng ta nhìn thấy, như giọt nước đây xuống rất là mềm mại đây. Đấy, các bác nhà mình nhìn thấy chưa? Rất là mềm mại. Đấy, và em quay sát nữa lại đây gần đây. Các bác nhà mình nhìn thấy những bông tuyết chưa? Lên trắng luôn. Nhìn qua camera thì sẽ không thấy được cái độ lấp lánh, nhưng mà ở bên ngoài khi mà soi flash vào thì chúng ta sẽ thấy được cái độ lấp lánh rất là rõ. Đấy, và những cánh hoa sen ở đây chúng ta nhìn thấy này, có một cái cánh này đang bửa ra nữa này. Đấy, nhìn nó rất là chân thực, cực kỳ chân thực luôn. Và đây nữa này, đây là cái lá. Đấy, cái lá nó đang đang bắt đầu đang bung ra. Như là như như kiểu như là thật, bên ngoài thật luôn đấy các bác nhà mình ạ, và mỏng tang luôn đấy, mỏng ơi là mỏng luôn đấy. Và tất cả những phần cánh này, cái phần cận sen này chúng ta nhìn thấy đấy, moi móc tơi hẳn ra đấy, tất cả tơi hết ra, và làm tơi như này mà liền luôn các bác nhà mình, thấy khủng khiếp không, liền luôn. Và đây là mặt phía sau, mặt phía sau chúng ta nhìn thấy ở đây đấy, mặt phía sau ở đây thì làm là xẻ đá ra, và đây là những phần lá sen to ốp hoàn toàn về mặt phía sau, và đây có phần cận sen rất là rõ ở đây. Đấy, và một tác phẩm như thế này, với một tác phẩm hoàng đàn như thế này thì kích thước được gọi là to rồi các bác nhà mình ạ. Và em sẽ đo kích thước của tác phẩm. Em nhớ kích thước không? Anh lấy của em kích thước ấy. Vâng ạ, và bên em là tượng gỗ Sưởng Nguyễn Hồng, làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lư Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và các bác nhà mình theo dõi thì bác nào mà chưa đăng ký, chưa theo dõi tượng gỗ Nguyễn Hồng của bên em mình nhớ đăng ký theo dõi, và đừng quên là cho em trai xin một nút like các bác nhà mình nhá. Và đây là cái kỷ cái phần đế của cái tủ kính, như cái tác phẩm hoàng đàn này thì bên em sẽ tặng kèm luôn tủ kính cho các bác nhà mình. Đấy, tác phẩm này cao là 55 này, cao 55, chiều ngang là 22. Đấy, và chiều sâu là 15, cao 55 ngang 22 sâu 15, đục tứ diện sắc nét tỉ mỉ. Và một lần nữa mời các bác nhà mình chiêm ngưỡng khuôn diện của mẹ Quan Âm đấy, và những đường nét chi tiết. Và sau tác phẩm này thì em sẽ giới thiệu các bác nhà mình một cái phôi gỗ mà mới sưu tầm được, một cái phôi gỗ phải nói là
cực kỳ hiếm, cực kỳ hiếm luôn các bác nhà mình ạ. Quá hiếm có, khó tìm. Đấy. Ok, và em sẽ chuyển tác phẩm Phật Mẹ Quan Âm sang bên cạnh và lên cho các bác nhà mình phôi gỗ. Một phôi gỗ này chia sẻ với các bác nhà mình. Sự là gọi là quá hiếm rồi. Để bây giờ các bác nhà mình mà bảo là đi khắp thị trường, các bác bảo là đặt cho anh, kiếm cho anh một cái phôi gỗ này thì các cơ sở, và nó là không cơ sở nào dám chắc là sẽ kiếm được, không ai dám chắc là sẽ kiếm được một cái phôi gỗ như thế này cả. Và các bác nhà mình đã đoán ra gỗ gì chưa? Điều đầu tiên là chia sẻ các bác nhà mình là phôi gỗ này phải lên tới nhẹ nhàng phải là 300 400 năm trở lên. Đấy, em sợ còn hơn nữa, phải trên 500 năm mới hình thành được những phôi gỗ mà chân gỗ già đanh như này. Và đây là nguyên một cái ụ nu ở đây các bác nhà mình nhá, nguyên một cái ụ nu ở đây này, hiếm có chưa các bác? Vâng ạ, và đó chính là xưa Quảng Bình hàng trăm năm tuổi nu như thế này, nu xưa Quảng Bình hàng trăm năm tuổi. Xưa Quảng Bình thì các anh nhà mình cũng biết rồi, đã rất là hiếm rồi, rất là quý rồi, những phôi gỗ to như này, nhưng mà đây lại còn nu nu mà lại còn hình hình củ tỏi như thế này nữa, thì thực sự các anh nhà mình là quá tuyệt vời, không biết dùng từ gì để mô tả nữa. Chất gỗ này nu ở đây nhá, nu là quả củ tỏi này, còn xuống dưới đây nó kiểu dạng lông chuột đấy, xuống những phần dưới kiểu dạng lông chuột này, chạy dọc cả đây nữa các anh nhà mình nhìn thấy đấy ạ. Xuống dưới này cũng vẫn còn những phần gai, thế mới tài chứ, sưu tầm được quả phôi gỗ này. Và bác nào mà muốn sở hữu phôi gỗ này đấy thì cứ liên hệ cho em trai Hồng Lê các bác nhà mình nhá. Và những tác phẩm mà các bác đang theo dõi ở trong video này, các bác muốn sở hữu tác phẩm nào, các bác có thể là liên hệ với cả em trai Ngô Cường 0981 336 318, hoặc là em trai Phạm Hoàn 0789 336 318. Vâng ạ, và cái phôi này thì chia sẻ các bác nhà mình là nếu mà để đục một tác phẩm ấy thì hiện tại là đặt thế này thì hay thế này cũng đục nó cũng hơi khó. Và như em đang định ý định như nhá, em đang ý định phôi này trước mắt này em đang để chơi đấy, đang để chơi thôi, nó quá hiếm rồi. Ý định của em sẽ cắt cái phần này đi, có thể là cắt tới cái phần này này đấy, cắt tới phần này và làm đây là một phần đế, còn đây phần này phẳng nó sẽ thành cái phần đế, hoặc là cắt bỏ luôn cả cái chỗ này đi đấy, thì sẽ làm thành hai tác phẩm. Phần từ đây hất vào đây là một tác phẩm đấy, phần nguyên phần củ tỏi này sẽ thành một cái, khi mà dựng lên nó sẽ như này các bác nhà mình ạ. Nguyên phần củ tỏi này chúng ta sẽ hình dung là sẽ từ đây hất lên đấy, thì phần củ tỏi sẽ giữ nguyên, có thể sẽ cắt bỏ cái phần râu ria ra ngoài đây đi, và có thể làm được thành rất nhiều tác phẩm. Một tác phẩm Ngài Di Lặc, đây là một cái bao tiền nguyên cựu nu đấy, nguyên cựu nu xưa Quảng Bình hàng trăm năm tuổi này đã rất là giá trị rồi đấy, làm nên tác phẩm nguyên quả nu thành bao tiền vàng. Phần phía trên đây sẽ làm một tác phẩm Ngài Di Lặc đấy, và cân đối có vác cành đào hay không vác cành đào, hoặc là giữ nguyên này làm một tác phẩm Ngài Đạt Ma đấy, một tác phẩm Ngài Đạt Ma thì có thể đổ sang ở bên này làm Trung Nghê nữa đấy, một tác phẩm Ngài Đạt Ma hoặc một tác phẩm Phật Mẹ Quan Âm. Cái form này làm rất là dễ làm, cực kỳ dễ làm, khi mà chúng ta cắt tới đoạn này đi đấy, cắt tới đoạn này đi thì cái form gỗ này cực kỳ dễ làm rồi, quá dễ làm thành tác phẩm gì gần như là cũng sẽ được, rất là ok đấy. Ở chân gỗ này phải nói là nhìn thôi đã mê rồi, rất nhiều anh em khao khát có cái phôi này và phôi này thì hôm qua là cũng đưa lên giới thiệu các bác nhà mình rồi đấy, đưa lên like, nhưng mà hôm nay thì em đưa làm một video để cho các bác nhà mình ngắm chi tiết. Đây này, cái phần này nguyên phần này sụn hết này, đây là gai các bác nhà mình nhá, gai nhỏ này sụn này chạy dọc đây này đấy, ở đây cũng vẫn có những phần gai nữa và chắc chắn đây là sụn hết luôn này. Nhìn cái phần da các bác nhìn thấy đi, nó có độ xoắn này, đây cũng thế này, chỗ này thì phần sụn rõ ràng rồi, rõ nét luôn rồi đấy. Đây nữa này, trên phần này các bác nhìn thấy chưa? Và các bác nhà mình đang theo dõi video này và đang chiêm ngưỡng một cái phôi gỗ cực kỳ giá trị, cực kỳ đặc biệt như này đấy, sưu tầm của em trai Hồng Lê từ gỗ Sưởng Nguyên Hồng. Các bác có ý tưởng là làm tác phẩm gì trên cái phôi gỗ này thì comment xuống bên dưới cho em trai, và đừng quên là cho em trai xin một cái nút like đấy, cho một cái phôi gỗ đặc biệt quý hiếm như này. Và tiếp theo thì em trai sẽ giới thiệu các bác nhà mình một tác phẩm một tác phẩm quan công các bác nhà mình nhá. Vâng, vừa rồi thì thời tiết rồi
chạy bão chạy lũ các kiểu, nên là em có dính tí mưa vào là bị ốm là sức khỏe nó không ổn lắm, nói là hay bị hụt hơi với cả bị ho nhiều, các bác thông cảm chút nhá. Và một tác phẩm nữa mà em muốn giới thiệu với toàn thể các bác nhà mình ở trong cái video này, đó là một tác phẩm Ngài Quan Công Trấn Ải trên chất liệu là gỗ vương mục từ đàn đỏ. Thì tác phẩm này thì với dáng thế là chống đao ấy, cao là 80, ở chiều ngang chiều sâu em cũng không rõ nữa, nhờ cái form ở cắt gỗ là 80, và mời các bác chiêm ngưỡng khuôn diện của Ngài Quan Công đó. Thần thái chưa các bác nhà mình, nhìn thần thái chưa, sắc nét, và đây sợi râu này đấy, tơi hẳn ra, một tay vuốt râu, và đi tới những phần hoa văn họa tiết này, phần áo giáp này đấy, hai bên cầu vai là hình hổ phù đấy, và những phần giáp y này đấy, và xuống cái dưới đây chúng ta nhìn thấy này, giáp chặt rất là kỹ, rất là đều, dáng đứng oai phong, phía dưới là phần cái khiên nữa đấy, những phần ở quầng lửa đá xẻ cỏ cây và những phần áng mây đấy, và đục tơi, cái độ tơi các bác nhà mình nhìn thấy chưa đấy, độ tơi ra như thế này chống đao. Và tác phẩm này thì cũng giá hoàn thiện lên tác phẩm cũng rất là êm thôi đấy, bác nào mong muốn sở hữu tác phẩm có thể liên hệ với cả em trai Ngô Cường 0981 336 318, hoặc là em Phạm Hoàn là 0789 336 318. Và bây giờ em sẽ giới thiệu với các anh nhà mình một tác phẩm nữa. Cường ơi, cho anh bức Đạt Ma lên trên đây với. Đây bức bức này. Vâng ạ, và một tác phẩm nữa muốn giới thiệu với các anh nhà mình một tác phẩm cũng rất là đặc sắc. Đây, một tác phẩm rất là đặc sắc luôn. Đây rồi, một tác phẩm Ngài Đạt Ma với dáng thế ngồi và trên chất liệu là gỗ nu. Các dân chơi đồ gỗ các bác nhà mình đã chơi sâu rồi thì nhìn phát biết ngay đây là gỗ nu gì, một cái dòng nu và có mùi thơm, đó là nu ngọc am đấy. Và tác phẩm này thì có những điểm rất là đặc biệt, đó ở bên em để nguyên cái phần gai nu ở đây, và tác phẩm này thì đặc sắc ở cái phần đó, và cái thứ hai nữa là thổi hồn vào tác phẩm. Em sẽ đo kích thước của tác phẩm này, cao là 51, chiều ngang là 46, và chiều sâu của tác phẩm là 27, sâu là 27, cao 51, ngang 46, sâu là 27, và đục tứ diện. Và mời các bác nhà mình ngắm ở khuôn diện của Ngài Đạt Ma, đó được gọi là thổi hồn vào cái ánh mắt có hồn này, ở bộ râu và tỷ lệ cân đối và những bông hoa nu phía trên này nữa. Và sang bố cục xung quanh chúng ta nhìn thấy một linh vật thường thấy ở những tác phẩm Ngài Đạt Ma, đó là một chú nghê phong thủy đấy, và đây là coi như là phần núi đá này đấy, chúng ta nhìn thấy rất là tự nhiên, rất là hay. Và đây nữa là những phần vạt áo mềm mại, bàn tay như đường gân này chân thực, và những bông hoa nu phô ra ở trên phần áo nữa, một tác phẩm đặc biệt là nghệ thuật đấy. Và ở phía sau của chúng ta thì có cái gì, phía sau của chúng ta nhìn thấy ở đây đó là phần như áng mây, và đây là một phần của cuốn thư đấy, một cuốn thư đây đấy, rất là hay. Và ở bên này nữa chúng ta nhìn thấy đó là gì ạ, đó là cái một cái lư hương ở đây, và khói đang bốc lên đấy, như ngọn khói này tất cả là liền luôn các bác nhà mình nhá, liền luôn, thế mới đặc sắc mới là hay. Và bên em là tượng gỗ Sử Nguyễn Hồng ở làng nghề nổi tiếng Đông Giao Lương Điền Cẩm Giàng Hải Dương. Bác nào mà muốn sở hữu những tác phẩm gì thì đừng quên đó là liên hệ với cả bên em 0966 336 318, hoặc là 0789 336 318. Và các bác nào chưa đăng ký nhớ là đăng ký, và đừng quên là cho em trai xin một nút like, và hẹn gặp các bác nhà mình ở những video giới thiệu những siêu phẩm tiếp theo ạ.